Trước 25 tuổi, bạn nên nhìn thấu những bài học này nhé. Đi ngược lại với đám đông có nghĩa là bạn cực kỳ thông minh hoặc cực kỳ ngu dốt. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui. Thỉnh thoảng bạn cần đi xa, không phải để cho ai đó nhận ra vị trí của bạn trong lòng họ, mà để chính bạn hiểu và nhận ra giá trị của chính bản thân mình. Sau cùng, cuộc sống cũng chỉ là một sự chia ly, nhưng điều đau đớn nhất chính là không kịp nói lời tạm biệt. Thay vì khuyên nhau những lời khuyên sáo rỗng, thì chúng ta nên tìm một ai đó đủ an tâm, đủ bình yên để bảo là mệt, dựa đầu vào người kia mà khóc. Ai cũng từng nhiều lần yếu đuối, nhưng chưa ai dám thừa nhận, chỉ vờ khoác lên mình sự cứng rắn, để rồi theo năm tháng mà không nhìn ra bản thân mình. Bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm. Bạn không cần phải thấy hết các bậc thang, mà chỉ cần đi bước đầu tiên với một niềm tin. Bạn bè bạn sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả. Còn với kẻ thù, thì dù bạn có giải thích bao nhiêu họ cũng chẳng tin đâu. Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng. Giữa thành công và thất bại luôn có con sông gian khổ. Trên con sông đó có cây cầu mang tên là sự cố gắng. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình một tim với nhé.